Kính thưa thầy đoàn Đăng Minh, kính thưa thầy Nguyễn Văn Ngọc, bí thư chi bộ hiệu trưởng nhà trường, kính thưa toàn thể quý vị khách mời và các vận động viên cũng như các cổ động viên. Đến thời điểm này có thể nói cái nội dung quan trọng nhất của giải bóng đá mini đó là của các cái trận đấu trong khuôn khổ giải bóng đá mini Hoàng Thế Công Trung. Ban tổ chức có tổ chức một bữa cơm thân mật và thông qua đó để tạo sự gắn kết tinh thần đoàn kết giữa các thành viên tham gia giải cũng như tinh thần đoàn kết giữa tập thể cán bộ giáo viên nhân viên trường trung học phổ thông Quang Trung với quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể các cổ động viên. Thay mặt cho ban tổ chức xin mời quý vị khách quý các vận động viên cũng như các cổ động viên chúng ta cùng chung chia niềm vui với ban tổ chức giải và chúng ta cùng đi để chúc mừng cái phần thứ nhất của giải đấu nói đã thành công rất tốt đẹp. Xin chúc quý đại biểu khách mời các vận động viên các cổ động viên chúng ta có một khoảng thời gian vui vẻ và nhiều ý nghĩa. Xin trân trọng cảm ơn. Cô đã
Và bây giờ xin mời tất cả quý vị khách quý cùng các vận động viên.
Thưa quý vị đại biểu, các thành viên, quý vị khán giả, và như vậy giải bóng đá mini giao hữu cúp phòng Lễ Văn Trung hôm nay đã kết thúc. Giải đấu đã diễn ra thành công tốt đẹp. Kính thưa quý vị đại biểu, các vận động viên, trọng tài và cổ động viên, sau hơn một buổi tranh tài sôi nổi, kịch tính, hấp dẫn, giải bóng đá mini giao hữu cúp phòng Lễ Văn Trung đã kết thúc với chức vô địch thuộc về đội Liên Quân các cầu trường một cách rất xứng đáng. Giải năm nay thu hút 3 đội tham gia nhưng có sức lan tỏa rất lớn. Thủ của 3 đội đã cống hiến cho khán giả những pha bóng hay, những bàn thắng đẹp và hình ảnh cao thượng của môn thể thao vua. 3 trận đấu với 22 bàn thắng cực ly, bình quân trên 7 bàn một trận. Trong đó, trận có số bàn thắng lên đến 8 bàn, cho thấy sự kịch tính và đầy hào hứng của giải năm nay. Để có được giải đấu thành công này, ban tổ chức xin chân thành cảm ơn sự chỉ đạo của huyện Đoàn Đắc Minh, chi bộ trường trung học Văn Trung, sự hưởng ứng nhiệt tình của các đồng chí là bí thư các xã thị trấn, bí thư, phó bí thư các đồng trường trung học phổ thông huyện Đắc Minh, sự đóng góp tích cực của thành viên trong ban tổ chức, trọng tài, sự ủng hộ của các tập thể cá nhân doanh nghiệp. Xin cảm ơn các đồng chí hỗ trợ tường thuật cho giải đấu. Bên cạnh đó, sự theo dõi của đông đảo người hâm mộ trong các trận đấu tiếp thêm động lực cho cầu thủ tạo nên giải đấu đầy hào hứng. Kính thưa quý vị đại biểu, dù đã rất nỗ lực nhưng trong quá trình điều hành của ban tổ chức và đội ngũ trọng tài cũng không tránh khỏi những thiếu sót. Do đó, với vai trò là trưởng ban tổ chức, tôi xin nghiêm túc rút kinh nghiệm và cùng với các thành viên ban tổ chức phân tích thấu đáo những hạn chế và tìm hướng khắc phục để làm tiền đề cho những giải đấu tiếp theo hoàn hảo và tốt đẹp hơn. Một giải đấu với nhiều cảm xúc khép lại, hy vọng những giải đấu sau sẽ thu hút được nhiều đội tham gia trận đấu hay hơn và khán giả đông hơn. Với mong muốn đây là giải đấu thường niên lâu bền, sức lan tỏa trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người hâm mộ bóng đá xã nhà, huyện nhà và là sân chơi của các thủ lĩnh cơ sở đoàn huyện Đắc Minh. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin tuyên bố bế mạc giải bóng đá mini giao hữu cúp phòng Lễ Văn Trung. Xin kính chúc quý vị đại biểu, các trọng tài, cầu thủ và cổ động viên giờ vào sức khỏe để đạt hẹn gặp lại giải đấu tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn. Sau đây ban tổ chức xin tiến hành thủ tục trao giải. Cầu thủ huy được nhiều bàn thắng nhất là cầu thủ Trần Thiện Nam, văn áo số 10 đội trường trung học phổ thông Văn Trung, huy được 5 bàn. Xin mời cầu thủ Trần Thiện Nam di chuyển lên bên trên. Ban tổ chức rất trân trọng mời ông Nguyễn Đức Tiến, giám đốc VNPT chi nhánh huyện Đắc Minh lên trao cờ. Xin mời. Nguyễn Đức Tiến nhiệt liệt chúc mừng cầu thủ Trần Thiện Nam của đội đồng trường trung học phổ thông Văn Trung. Xin cảm ơn ông Nguyễn Đức Tiến. Thủ môn xuất sắc trong giải, xin chúc mừng thủ môn Trần Trọng Nghĩa của đội Liên Quân các cầu trường. Ban tổ chức rất trân trọng mời thầy Quảng Văn Tư, phó hiệu trưởng các trường lên trao thủ môn xuất sắc nhất cho cầu thủ Trần Trọng Nghĩa. Một lần nữa ta xin được đặt hôm nay để chúc mừng cầu thủ Trần Trọng Nghĩa, thủ môn xuất sắc nhất của giải đấu năm nay. Xin cảm ơn thầy Hoàng Văn Cương. Đội đạt giải ba xin chúc mừng đội Liên Quân huyện đoàn các xã thị trấn. Ban tổ chức trân trọng mời thầy Lê Tuấn lên trao huy chương và cờ cho đội đạt giải ba. Xin chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Alo. Đang quay rồi. Đâu?
bên đây. Anh ơi, anh ơi, anh ơi, anh xích qua bên này cho em xíu. Một lần nữa, đừng nghiêm trang nhiệt liệt chúc mừng hội chuyên môn thiền đồng và các đồng xã thị trấn. Xin cảm ơn thầy Lê Tuấn, hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Việt Du. Xin cảm ơn, xin chúc mừng đội liên quân hiệp đoàn xã thị trấn. Đội đạt những gì? Xin chúc mừng đội đoàn trường Trung học Phổ thông Trung. Ban tổ chức trân trọng mời đồng chí Y Thoa, huyện Điện Biên, bí thư hiệp đoàn Đắc Minh lên trao cờ và huy chương bạc cho đội đoàn trường Trung học Phổ thông Quang Trung. Lên đây. Cảm ơn đồng chí Thoa, xin chúc mừng đội đồng trường Trung học Quang Trung. Chúc vô địch của giải đấu, xin được chúc mừng đội liên quân các đồng trường. Ban tổ chức trân trọng mời đồng chí Thoa, bí thư hiệp đoàn Đắc Minh, thầy Nguyễn Minh Ngọc, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường lên trao cúp của huy chương vàng cho đội đạt giải nhất. Xin ta nhiệt liệt để chúc mừng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trèo lên đỉnh núi cao nhất. Xin chúc mừng đội bóng Liên Quân các phòng trường. Như vậy là lễ trao giải giải bóng đá giao hữu